bao cá bạn ơi. Hàng về bạn ơi. Hàng bạn ơi. Hàng rồi. Hàng rồi bạn ơi. Thêm ba thành viên nữa về với đội nha các bạn. À 16 con với lại ba con nữa là 19 con. Là thường thường là các bạn nói là mồi câu cá chép không? Thì hôm nay mình đi câu cá chép cho mọi người xem. Mở cái này con má. Trời ơi. Con ơi nó to. Sống không mày? Sống. Sống. Đây các bạn. Ôi cái gì ơi, con cá to dữ vậy các bạn. Vậy? Chém các bạn. Đó các bạn. Để nhẹ đi, thầy nó tức nước. Con này nữa. Con táo các bạn ơi. Con táo gì trời? Đó các bạn. À, con ơi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thích một thành công nha các bạn. Trực lưỡng nha. Mình phóng sinh ở dưới hồ đi. Ok. Trời ơi, con cá nó to. Cũng 9 giờ mấy rồi. Đó. Thì hiện tại là đang trong cái cơn bão số 2 nha các bạn. Ok. Thì các bạn nói là cái mồi nền này của mình có câu được cá chép hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ ra ngoài cái hồ này, mình sẽ đi câu cá chép, cá trôi và cá mè cho mọi người xem. Đó. Cái mồi phối ngày hôm nay của mình đó chính là cái mồi ngũ cốc của đam mê câu cá của mình. Chỉ cần mổ cốc với lại cái màu nền ủ chu cá cám ơi. Các bạn ơi, mà nó dính cái mè rồi.
dẹp luôn rồi bạn ơi. Trời, con cá mè nó hành mình trời. À các bạn ơi, con cá mè nó hành mình các bạn ơi. À, úp nhẹp đúng rồi. Thiệt tình đó các bạn ơi. Đang tính quay video hướng dẫn cho mọi người chọn mồi kìa, chọn cái mồi của mình. Trời, con cá mè nó kéo bay cần luôn. Tình á. À, lấy sổ dây đi. À, đây là hai ngày mình. Thôi lỡ rồi. Hướng dẫn mọi người luôn. Đây có tàu được rồi. Hướng dẫn mọi người trong mồi luôn nè. Đây là cái bài mồi nền. Ủ chua. Chiên câu cá trôi chép. Hiệu quả với làng của mình. Đây. Đây nè. Đây là mồi nền nè. Ủ chua nè. Đó, mình ủ được 2 tháng rồi. Còn đây là mồi ngũ cốc nha các bạn. Có một tay à, thông cảm nha. Ngũ cốc nè. Mồi này trộn vô lên mùi rất ngọt nha các bạn. Kết hợp cho các bạn câu cái cá trôi và cá chép nha. Đó. Chụp chung ít ra đi. Rồi các bạn lấy cái mồi nền nè. Ít thôi. Nhiều. Này, ít mồi nền nó bỏ vô. Rồi các bạn trộn đều lên. Các bạn trộn cho nó khô trước nha. Đó, các bạn trộn lên cho nó đều. Mồi nền với lại cái mồi ngũ cốc đều với nhau. Đó. Nghe nó đang bỏ cá mè vô con, được 3 con cá mè rồi. 3 con vậy nó chú ý rồi. Đó, các bạn lấy nước tại điểm câu nè, bạn cho vô. Ít thôi. Để trộn mồi khô nha các bạn nha. Không phải là trộn mồi nhão nha. Đó, các bạn quậy đều lên. Cái bạn trộn lên rồi á, lên một cái mùi gọi là mùi rất là ngọt luôn. Thơm chua ngọt. Đó. Ok chưa? Đó nha các bạn nè. Thơm chua ngọt này, bóp lại dính lại nè. Đó. Như vậy đã câu được rồi. Đã các bạn ơi. Thơm đã các bạn ơi. Thơm chua chua còn ngọt khét đã lắm. Mồi để hợp các bạn cho coi có trôi và cá chép nha. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái mồi này về câu nha. Tí nữa có cá mình sẽ view lại cho mọi người xem. Ok. Bao cá bạn ơi. Bao cá các bạn ơi. Cá mè các bạn ơi. Cá mè nha các bạn. Con này khoảng 1,5 kg các bạn. 2 con cá mè rồi các bạn nè. Đã không? Tuyệt vời. Con cá là vui các bạn ơi. Các bạn. Con này hồi tối các bạn nè. À. Tuyệt vời. Con này 2,2 kg nha các bạn. Nhìn thấy nó to ghê không? Wow. Bụt sổ dây rồi các bạn ơi. Cái vỏ mình, thằng em mình nó mượn nó tiêu rồi. Nó câu phía bên kia kìa. Bây giờ dính cá phải sổ dây thôi bạn ơi. Dây nè.
hai con các bạn. Bao cá bạn ơi. Con này to bạn ơi. To bạn ơi, gì lại nè. To lắm bạn ơi. 4 ký các bạn ơi. Các bạn ơi, to bạn ơi. Không biết cái gì nè. Ủa, chép. Chép bạn ơi. Các bạn ơi, chép bạn ơi. Tuyệt vời, chép. Có to rồi trời. Trời ơi trời, chép 3 ký á. Vướng dây nữa chứ. Tuyệt vời, nó to. Này các bạn ơi, đã không các bạn? Trời ơi, con này trên lệch 4 ký các bạn ơi. 3 ký rưỡi 4 ký các bạn. To chưa nè. Tuyệt vời chưa các bạn? Mồi cóc nha các bạn. Trộn mồi nền. Tuyệt vời các bạn ơi. Có đã gì đâu các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ nó không có vỏ đường cá. Mình lấy cái túi ra mình bỏ vô, mình thổ oxy vô buộc lại các bạn ơi. Bây giờ mình xỏ dây này là nó chết. Mình tính đem về nhà mình thả hồ các bạn ơi. Hai con mè kia về nhà làm nấu lẩu luôn rồi. Còn con này mình phải cố gắng dưỡng nó sống để mình nuôi nó các bạn ơi. Tuyệt vời chưa các bạn? Tuyệt vời nha các bạn. Mời cô cốc đam mê con cá máy đỉnh. Thôi giờ mình thiết kế các bạn ơi. Để lâu rồi nó chết. Không, buồn lắm. Cá. Cá. Hàng về bạn ơi. Không có. Trời ơi, tẩy rồi. Trời ơi. Tẩy rồi bạn ơi. Đứt dây luôn rồi. Trời ơi trời. Gãy mà ní bạn ơi. Nè. Tiếc quá các bạn ơi. Gãy luôn cái mà ní luôn rồi nè. Trời trời, con cá to. Khủng khiếp với trời. Tiếc quá, tiếc luôn các bạn ơi, con cá. Đùi rồi nè. 4-5 ký. Trời trời, mình đang thu dây vô mình quay cần các bạn ơi. Thay mồi. Trời nó kéo bắt đứt dây luôn. Gãy mà đi luôn. Trời quá khủng các bạn ơi, con cá nó to bạn ơi. Trời ơi, tiếc cái trời. Không sao, bắt con khác các bạn ơi. Bạn ơi, mồ cốc này của mình nó hiệu quả quá các bạn ơi. Cá ăn toàn cá to không à. Kéo gãy mới ní luôn à. Khủng khiếp thiệt. Bắt con khác các bạn ơi. Ok. Bao cá bạn ơi.
trời. Rồi. Thấy rồi. Được, con trôi xẻo tiêu các bạn ơi. Con trôi kiếm ngoài á. Thôi kiếm khác các bạn ơi. Cho ngày hôm nay xẻo 3 con 4 con rồi các bạn ơi. Quá tiếc các bạn ơi. Ok. Vô trắng các bạn ơi. Vô trắng nha các bạn. Mới xảy vô đỏ các bạn ơi. Hơn kia ngoài các bạn ơi. Dính lại vô trắng nè. Đã không? Tuyệt vời chưa? Mùa cốc của đam mê con cá mới đỉnh này các bạn. Còn này kia ngoài các bạn ơi. Tuyệt vời. Hàng rồi bạn ơi, nặng lắm. Muốn gì trời? Cái cây bạn ơi. Cây các bạn ơi. Trời ơi, lâu rồi con hàng dính cây trời.
cá vào bạn ơi. Thì cây rồi. To lắm. Chép bạn ơi. Chép. Thịt quá. Wow, chép bạn ơi. Đã không? Hên quá các bạn ơi. Các bạn ơi, nè dính nè bạn ơi. Nguyên cái bạch trúc nè. Một con chép hồng các bạn ơi. Nè. Đẹp chưa? Tuyệt vời chứ các bạn. Hàng về các bạn. Một cặp chép bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Mình tưởng là nó dính gốc mồi các bạn ơi. Ai ngờ mình khóa máy lại. Mình kéo hết cỏ vô cái này như thế lên. Thì ra là dính cái bịch chứ không phải là dính cây. Hên quá các bạn ơi, tuyệt vời. Hạ quá các bạn ơi, mồi con cóc với đam mê con cá mãi đỉnh nha các bạn. Hôm nay mình đi test cái bài mồi nền khoe ủ chua chiên cao qua cho chép hiệu quả với làm thành công rực rỡ quá trời cá luôn, mà sảy cũng khá nhiều các bạn, sảy 3-4 con các bạn ơi, mồi khá hiệu quả các bạn nè. Chép đảo trời vỏ chiều về đá hồ ngắm cảnh chơi. Ok nha các bạn, cho được hết. Anh cứ ghi một cái cây ngay đây nè anh, nhưng mà anh muốn sang hàng á, quăng xa nha, xa quăng em quăng không nổi đó, ăn đó giật ký giật ký hàng ok các bạn ơi. Hai bạn ơi, đang ngồi nói chuyện trời. Con gì đây, con gì đây? Có giờ không anh? No. Anh câu có giờ giật hay đâu? Nó chép vậy? Trời ơi, con chép Mỹ. Chép Mỹ. Khủng lồ. Trời ơi, 4 kg. Bao ký á, chép Mỹ, chép Mỹ các bạn ơi, bao ký, chép Mỹ, chép Mỹ các bạn ơi, khổng lồ luôn, con này mới trên 3 kg các bạn, 3,5 kg á, khổng lồ như vậy nè. Đang tính nó nói 2 giờ mình về, nó đẳng cho một cái tuyệt vời chưa, quà đúng là có mẹ bò thì các bạn ơi, cái đầu như con bò luôn nè, cũng có bò nha các bạn. Tuyệt vời nha các bạn, một con cóc có đam mê con cá mãi đỉnh nha các bạn. Ok nha các bạn, hiện tại là mình mới vừa về tới nhà nha, và là thành quả ngày hôm nay mình đi test cái bài mồi nền ủ chua chiên câu cá cho chép hiệu quả với làm của đam mê cá các bạn. Này, đây là quán đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem mày ra ngoài hồ, hy vọng là nó sẽ còn sống. Trong đây có 3 con nha các bạn. Thêm ba thành viên nữa về với đội nha các bạn. 16 con với lại 3 con nữa là 19 con. Là thường thường là các bạn nói là mồi câu có chép không? Thì hôm nay mình đi câu có chép cho mọi người xem. Má mở cái này con má. Lúng đó. Cầm đi. Hồi nãy lúng được. Rồi quay ngay luôn. Giờ mình view cá cho mọi người xem mà. Một con chép hơn 3 kg nha các bạn. Ghê. Đỏ nhìn cá lóc nổi mặn. 3,5 kg các bạn à. Và một con chép đỏ 1,5 kg nha. Một con trôi gần ký mấy. Trời ơi. Con ơi nó to. Sống không mày? Sống.
nè các bạn. Ôi chị ơi, con cá to dữ vậy các bạn. Vậy? Chém các bạn. Đó các bạn. Để nhẹ đi, để nó tức nước. Trời ơi trời, bà này. Cho trắng các bạn. À. Ừ. Ơ đủ. Phóng sinh đó. Phóng sinh. Ông anh vợ tu rồi, còn nữa hả? Còn nữa nè, chứ đỏ. Ôi ơi. Hôm nay được con này nữa. Ông táo các bạn ơi. Ông táo gì trời. Đã các bạn. À, con ơi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thích một thành công nha các bạn. Tuyệt lưỡng nha. Mình phóng sinh ở dưới hồ đi. Ừ. Ok. Trời ơi, con cá nó to à. Cá mình thả dưới hồ đây là để mình ngắm nha các bạn. Ngắm nha. Ngắm nha mà xin không cho mua không bán nha các bạn. Không ăn thịt nha. Chứ để bỏ ở đây ngắm cảnh thôi. Đó. Cho đến khi nào mà nó còn sống nữa thôi. Nha các bạn. Ok. Đây mà đây các bạn. Những gì mình nói ra đó là sự thật nha các bạn. Không bao giờ giả dối nha. Ok. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cái đam mê của cá mình nha các bạn. Giúp kênh của mình nó càng ngày càng phát triển nha. Chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá cũng từ chính cái bài mồi nền ủ chua chiên câu cá châu chép hiệu quả với làm này của mình các bạn. Còn bây giờ chào tạm biệt. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần xem video vui vẻ và hạnh phúc nha.